Hà Nội, 3 dự án nhà ở xã hội muốn vay vốn. Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, cú hích mới. Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra pháp lý hàng loạt sàn giao dịch bất động sản. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 12 phút bản tin nhà đất và đầu tư hôm nay. Thưa quý vị, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng về nhu cầu vay vốn phát triển dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Theo đó, tính đến đầu tháng 10, Hà Nội đã có 6 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện để vay vốn 120.000 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án nhà ở xã hội có nhu cầu vay vốn. Trong số 6 dự án đủ điều kiện vay vốn ưu đãi có 4 dự án có nhu cầu vay vốn, 2 dự án nhà ở xã hội khác hiện chưa báo cáo về nhu cầu vay vốn. Các dự án nhà ở xã hội có nhu cầu vay vốn có thể kể đến như dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm Đại Thịnh 2, dự án nhà ở xã hội Kim Hoa, dự án khu nhà ở xã hội IEC, dự án cải tạo xây dựng lại khu tập thể dịch vụ vận tải đường sắt. Hai dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chưa báo cáo về nhu cầu vay vốn là tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ chung cư AZ Thăng Long, huyện Hoài Đức và khu nhà ở cho người lao động tại khu công nghiệp Phú Nghĩa. Có thể thấy đây là tín hiệu đáng mừng đối với người lao động thu nhập thấp nói riêng và thị trường bất động sản nói chung khi nguồn cung nhà giá rẻ sắp tới đây sẽ được cải thiện nhờ các dự án nhà ở xã hội. Kể từ khi gói tín dụng 120.000 tỷ đồng được đưa ra thực hiện, đến nay đã có 52 dự án được phê duyệt với nhu cầu 25.800 tỷ đồng. Trong đó có 49 dự án nhà ở xã hội và 3 dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Bộ Xây dựng cho biết đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện đề án. Đáng chú ý, trong quý 3 năm 2023 đã hoàn thành 5 dự án với quy mô 850 căn. Trong đó có 2 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp với quy mô 336 căn và 3 dự án nhà ở xã hội cho công nhân với quy mô 514 căn. Còn theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tính riêng nguồn vốn 15.000 tỷ đồng cho vay theo chương trình phục hồi, đến ngày 16 tháng 8 năm 2023, dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 7,86 nghìn tỷ đồng với gần 21.000 khách hàng thuộc các đối tượng thu nhập thấp. Đối với việc giải ngân gói hỗ trợ cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, hiện có 24 dự án được Bộ Xây dựng xác nhận đủ điều kiện vay với quy mô 20,1 nghìn căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 19.000 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 7,51 nghìn tỷ đồng. Ở nhiều quốc gia, nhà ở xã hội là lĩnh vực được hỗ trợ rất lớn từ chính phủ và các quỹ tiết kiệm nhà ở, bắt buộc hoặc chính từ đóng góp hàng tháng của người lao động tích lũy lại. Tại Việt Nam lúc này, chương trình phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội cũng được quy hoạch vào nguồn vốn ưu đãi 120.000 tỷ đồng đến từ 4 ngân hàng thương mại lớn nhất. Điều bất ngờ là sau 6 tháng triển khai, số dự án được bấm nút khởi động từ nguồn này mới chỉ dừng ở con số rất khiêm tốn là 52 dự án tại 19 tỉnh. Chính vì kỳ vọng đặt ra lớn nhưng thành tựu lại đến rất chậm, nên vấn đề này lại được nóng lên tại tọa đàm hiện thực hóa đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng phối hợp với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Với hai viên thảo luận chính, một là kỳ vọng và thực tế về 1 triệu căn nhà ở xã hội, hai là bàn về cơ chế khơi thông tăng tốc làm nhà ở xã hội với những hiến kế sát sườn đã làm rõ bức tranh tổng thể về chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn hiện nay. Tọa đàm tập trung làm rõ một câu hỏi hết sức quan trọng. Lẽ ra, đây sẽ là gói tín dụng hết sức được mong chờ, nhưng thực tế lại không như mong muốn. Vậy, nguyên nhân do đâu? Thủ tục đầu tư một cái dự án nhà ở nói chung, trong đó có nhà ở xã hội thì liên quan rất nhiều tới các cái pháp luật có liên quan. Chúng ta biết rằng pháp luật đất đai, pháp luật đầu tư, pháp luật đấu thầu, pháp luật nhà ở, pháp luật xây dựng. Thế cho nên là mỗi một cái pháp luật thì sẽ có các cái thủ tục hành chính cụ thể đã được quy định cụ thể. Tuy nhiên là hiện nay đúng là có cái thực trạng là một số các cái chủ đầu tư phản ánh là các cái dự án nhà ở xã hội thì cái thủ tục hành chính để được cấp phép chấp thuận chủ trương đầu tư cũng có một số các cái vấn đề vẫn còn là với nhau chưa thống nhất. Thứ hai là cái việc thực hiện các cái thủ tục hành chính cụ thể ở dưới các cái địa phương, hầu như hiện nay là phân cấp ở trong các cái địa phương thì vẫn là đang chưa được đẩy mạnh. Khi mà lãi suất vẫn ở mức quá cao so với khả năng chi trả của người thu nhập thấp, đã thế thời gian cho vay chỉ có 5 năm, cộng thêm những điều kiện khắt khe khiến cả người mua nhà và doanh nghiệp phát triển dự án đều chùn chân.
Ví như tại Bắc Giang, dự án này có 16 tòa chung cư nằm tại vị trí có tới 4 khu công nghiệp với hơn 170.000 công nhân, nhưng chỉ có 544 đối tượng đáp ứng đủ các điều kiện theo để mua nhà. Như vậy sẽ có tới hơn 90% số căn hộ xây rồi mà không tìm được người để bán. Với một cái dự án chúng tôi, nếu mà tính cái tốc độ bán hàng như thế này, một năm chúng tôi bán chỉ được có khoảng hơn 400 căn hộ. Mà với cái dự án mà 7.000 căn hộ thì nếu mà tính trung bình ra là gần 20 năm mới bán hết. Thế thì lấy cái tiền đâu để mà trả cho cái tiền lãi để cho ngân hàng. Trong bối cảnh nguồn vốn chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội hoàn toàn đến từ các ngân hàng thương mại, rõ ràng lãi suất cho vay không đủ bù chi phí nên không tạo ra động lực từ chính giới ngân hàng. Chi phí vốn của các ngân hàng hiện tại bình quân ra gọi là cost of funds, đâu đó vào khoảng độ 8-9%. Trong khi họ cho vay ra cho người dân là 8,2% và cho các doanh nghiệp, các chủ đầu tư là 8,7%. Thì hình như là không những họ không có lời mà có thể họ lỗ nữa. Thế thì một ngân hàng thương mại thì như chúng ta thường nói, ngân hàng cũng là doanh nghiệp, thì họ sống trên lợi nhuận, họ sống dựa vào lợi nhuận. Và bây giờ một cái gói đến 120.000 tỷ mà họ phải chịu lỗ thì đối với ngân hàng hình như là không phải là một cái món quà mà chúng ta cho họ đâu. Càng chậm trễ và thiếu thẳng thắn nhìn vào sự thật, chúng ta càng mất đi thời gian và cơ hội để sửa sai. Nguồn vốn thì như tôi đã đề xuất nên có một cái quỹ phát triển xã hội, và theo đó thì vốn ngân sách sẽ là nguồn vốn mồi, vốn chủ lực, và sẽ có huy động nguồn vốn cả trong và ngoài nước, cả coi như là nhà nước và tư nhân khác. Cái nữa là theo đó thì dùng nguồn vốn này để cho vay cả người mua nhà và chủ đầu tư với lãi suất là thấp hơn thị trường. Thông thường nên ở mức là bằng khoảng 50% lãi suất so với thị trường. Chính vì thế cũng tại tọa đàm, rất nhiều chính sách cởi mở hơn cho người mua nhà ở xã hội đã một lần nữa được khẳng định sẽ đẩy mạnh thực hiện, như bảo đảm nguyên tắc về tính thống nhất với các luật đất đai, đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản, bỏ quy định quỹ đất 20% như cũ, giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chủ động, dành đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội theo chương trình kế hoạch đã duyệt, đưa vào luật nhà ở sửa đổi các nhóm chính sách ưu đãi chủ đầu tư tham gia dự án nhà ở xã hội như miễn tiền sử dụng đất, vay vốn với lãi suất ưu đãi, cải cách thủ tục hành chính về đầu tư, giao đất, lựa chọn chủ đầu tư, xác định giá bán, giá thuê mua, giảm bớt các thủ tục xác định đối tượng mua nhà ở xã hội, bỏ tiêu chí về cư trú. Thu nhập của người dân Việt Nam nói chung thấp hơn 20 lần so với giá bất động sản. Thu nhập của người thuộc diện nhà ở xã hội còn thấp hơn rất nhiều. Đây cũng là thực tế của nhiều quốc gia. Vì thế, rất nhiều nước trên thế giới cho mua trả góp từ 20 đến 30 năm, chứ không phải là 5 năm, như chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội mà chúng ta đang thực hiện. Do đó, những cải cách về chính sách này được coi là mở đường cho những bước đột phá tiếp theo cho chương trình phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp. Hiện có tới 80% dân số Singapore đang sinh sống trong các tòa nhà được xây dựng nhờ sự trợ giúp của chính phủ. Một con số vô cùng ấn tượng mà có lẽ rất ít quốc gia có thể làm được. Trước khi có được những thành công về chính sách phát triển nhà ở xã hội như hiện nay, Singapore cũng từng đối diện với tình cảnh thiếu nhà ở nghiêm trọng. Người dân phải sống trong tình trạng quá tải, điều kiện sống tồi tàn. Vì vậy, từ năm 1960, chính phủ Singapore đã quyết định thành lập Cơ quan Phát triển Nhà ở Xã hội HDB với nhiệm vụ giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở tại đảo quốc sư tử này. Từ đây, hàng loạt các chính sách được thực thi như giao cho một cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm về nhà ở xã hội. Theo đó, HDB phải đảm bảo quỹ đất, nguyên vật liệu và nguồn nhân lực thực hiện các công trình quy mô lớn với tiêu chí tiết kiệm chi phí và đạt kết quả cao nhất. Thứ hai, từ quy hoạch thiết kế cho đến thu hồi đất và xây dựng, phân phối, quản lý, bảo trì, nằm trong một tổng thể chỉ huy trọn vẹn, liền mạch. Với định hướng cũng như hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ về tài chính và pháp lý, chương trình nhà ở xã hội Singapore đã đi đúng lộ trình và đến được với người dân có nhu cầu thực sự. Ở chiều ngược lại, để ngăn ngừa đầu cơ, quy định đề ra là người dân chỉ được bán lại nhà sau khi đã ở tối thiểu 5 năm. Khi bán đi thì phải đợi 30 tháng sau mới được đăng ký mua nhà khác. Hiện nay khoảng 85% người dân Singapore sống trong các căn hộ do HDB xây dựng, trong đó 94% người dân sở hữu những căn hộ này, chỉ có khoảng 6% còn lại là đi thuê.
Với tầm nhìn xa và có quy hoạch bài bản chiến lược phát triển nhà ở xã hội, chính phủ Singapore một mặt đã giải quyết tốt vấn đề nhà ở của người dân và phát triển kinh tế của đất nước, mặt khác giữ được quỹ đất cho tương lai. Đây cũng là bài học kinh nghiệm dành cho các nước đang trong quá trình phát triển nhà ở xã hội. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo khảo sát của phóng viên bản tin Nhà đất và Đầu tư về giá thị trường thời gian qua cho thấy, giá nhà ở riêng lẻ tại một số quận nội đô đang được giao bán rẻ hơn khoảng 15 đến 20 triệu đồng một mét vuông so với cách đây 3-4 tháng. Theo khảo sát tại quận Cầu Giấy, nhà ở riêng lẻ diện tích khoảng 50 đến 60 mét vuông, cao 5 đến 6 tầng và đầy đủ nội thất đang được giao bán khoảng 220 đến 230 triệu đồng một mét vuông, rẻ hơn khoảng 15 đến 20 triệu đồng một mét vuông so với cách đây 3 đến 4 tháng. Nhà cùng diện tích tại quận Thanh Xuân cũng được giao bán với giá 160 đến 210 triệu đồng một mét vuông tùy vị trí, giảm 20 triệu đồng. Trong khi đó, tại quận Đống Đa, giá nhà ở riêng lẻ diện tích trên dưới 40 mét vuông trong ngõ khoảng 100 triệu đồng một mét vuông. Xu hướng ở chung cư của người trẻ đã khiến thị trường nhà phố thời gian qua có dấu hiệu chững lại. Có thể nói sau một thời gian tăng giá nóng, hiện giá nhà trong ngõ đang trên đà giảm giá dần về giá trị thực. Nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra đối với hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản, từ nay cho đến hết ngày 15 tháng 11, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành kiểm tra 81 sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn. Theo đó, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành kiểm tra pháp lý thành lập, nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo của các sàn giao dịch bất động sản thành lập trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2017 trên địa bàn. Đồng thời đánh giá tình hình hoạt động khó khăn, vướng mắc để phối hợp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Được biết, các sàn giao dịch bất động sản lớn như CBRE, Savills Việt Nam, Danh Khôi DKS, Khải Hoàn, Phú Mỹ Hưng, An Gia Hưng, An Gia đều nằm trong danh sách kiểm tra pháp lý thành lập, nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo do Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai. Những thông tin trên đã khép lại bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.